Minh và Tử Vi rất là vui khi được gặp lại quý cô bác, anh chị trong chuyên mục Tử Vi 12 con giáp trên kênh Minh Đường Tử Vi ngày hôm nay. Lời đầu tiên, thay mặt cho những người làm chương trình, ban biên tập chương trình Minh Đường Tử Vi xin được gửi lời chào, lời chúc tới quý cô bác, anh chị có được cuộc sống giàu sang, đủ đầy, việc gì cũng thuận lợi, thuận buồm xuôi gió, có thể làm nên sự nghiệp hiện hách, đón nhiều vận may bất ngờ, tài lộc như ý, trúng số giàu to. Và nếu như quý cô bác, anh chị là lần đầu tiên đến với kênh Minh Đường Tử Vi thì hãy hoan hỷ đăng ký kênh, ấn chuông ở phía bên dưới để được đón xem những video mới nhất mà ban biên tập chương trình đăng tải, cũng như là thấy nội dung video hay, hữu ích thì hãy like, chia sẻ video cho mọi người cùng xem. Quý cô bác, anh chị cũng đừng quên để lại ý kiến đóng góp ở phía bên dưới phần bình luận. Kênh Minh Đường Tử Vi vô cùng cảm ơn quý cô bác, anh chị. Trong nội dung video ngày hôm nay mà ban biên tập chương trình gửi tới quý cô bác, anh chị, đó chính là nội dung như sau. Chấn động, thầy tử vi báo trước cực chính xác, đúng trong 15 ngày đầu tháng 9 âm lịch 2024. Người tuổi Đinh Dậu sinh năm 1957, gặp may trúng quả cực đậm, ngồi không cũng hái ra tiền, vận số giàu sang, tiền vàng nghét chật két. Quý khán giả thân mến, nửa đầu tháng âm lịch đang đến gần và với người tuổi Đinh Dậu sinh 1957, đây chính là thời điểm đặc biệt mà bạn không thể bỏ lỡ. Theo những dự đoán từ các chuyên gia phong thủy và các nhà tử vi nhận định, nửa đầu tháng 9 âm lịch này sẽ là khoảng thời gian mà thần Phật thương ban phước lành, tạo ra những cơ hội vàng cho người tuổi Đinh Dậu. Cái gì mà bản mệnh đã ấp ủ, đã chờ đợi từ lâu thì giờ đây có thể được hiện thực hóa, mang lại cho bạn không chỉ sự hài lòng mà còn là thành công, tài chính vượt trội. Người tuổi Đinh Dậu sinh 1957, với tính cách hiền hòa và khéo léo, luôn biết cách thu hút sự chú ý và tạo dựng mối quan hệ tốt đẹp với mọi người xung quanh. Đặc biệt trong nửa đầu tháng 9 âm lịch này, khả năng giao tiếp và ứng xử của bạn sẽ trở nên nổi bật hơn bao giờ hết, giúp bạn dễ dàng thiết lập được những mối quan hệ mới có giá trị. Những dự án và ý tưởng mà bạn đã dành thời gian chuẩn bị thì nay sẽ có cơ hội được thực hiện, hãy sẵn sàng để đón nhận những kết quả ngoài mong đợi. Nửa đầu tháng 9 âm lịch này, tiền bạc sẽ không còn là nỗi lo của bạn, từ những khoản đầu tư cũ đến các cơ hội mới, mọi thứ đều mang lại cho bạn những lợi nhuận đáng kể. Sự nỗ lực và quyết tâm trong quá khứ giờ đây sẽ được đền đáp xứng đáng, khiến bạn cảm thấy cuộc sống của mình đang chuyển mình theo chiều hướng tích cực, cảm giác phấn khởi và hạnh phúc sẽ tràn ngập trong từng ngày của thời điểm này. Nửa đầu tháng 9 âm lịch không chỉ mang lại tài lộc, mà còn là thời điểm lý tưởng để củng cố và phát triển các mối quan hệ cá nhân, hãy dành thời gian cho những người thân yêu, cùng nhau tạo nên những kỷ niệm đẹp và ý nghĩa. Tình yêu thương và sự thấu hiểu sẽ là động lực lớn giúp bạn vượt qua mọi thử thách trong cuộc sống. Trong video ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng nhau khám phá chi tiết hơn về tử vi nửa đầu tháng 9 âm lịch 2024 dành cho tuổi Đinh Dậu sinh 1957. Từ những cơ hội đến những thách thức, giúp bạn sẵn sàng đón nhận những điều tốt đẹp và biến chúng thành sự thành công trong cuộc sống của mình. Tuổi Đinh Dậu sinh 1957, cầm tinh con gà, đứng thứ 10 trong số 12 con giáp, hay còn gọi là độc lập chi kê, tức là gà độc thân, ngũ hành sơn hạ quả. Mệnh quả, tức lửa dưới núi, cung phi đoài, tướng xương con gà, tướng tinh con khỉ, nam cung đoài, kim tây tứ mệnh, nữ cung cấn, thổ tây tứ mệnh. Người tuổi Đinh Dậu sinh 1957, mang đầy đủ tính cách của thiên can đinh. Người thiên can đinh là âm quả, tính chất của họ đều là những người có tính cách ngoài lạnh, trong nóng, nhu trung hữu cương. Khi nhìn bề ngoài, mọi người thường đánh giá họ có tính cách trầm tĩnh mềm dẻo, nhưng bên trong người họ lại có một mặt tính cách sôi nổi và cứng rắn, trái ngược với những gì họ thể hiện ra bên ngoài. Đặc biệt họ tế nhị, nhưng hay đa nghi và lặng lẽ quan sát mọi người. Trong đầu họ có nhiều tâm tư, tính toán và hay suy tính lung tung. Đinh Dậu tinh tế một cách tự nhiên và hết sức cuốn hút trong phong cách. Họ chú ý tới hình thức của mình nhiều hơn tất cả các tuổi Dậu còn lại. Họ có vẻ ngoài là tài sản quý và dành nhiều thời gian để chăm chút cho nó. Đinh Dậu tự hào về cách ăn mặc có phần bóng bẩy và đặc biệt chú ý giữ gìn hình ảnh của mình trong mắt công chúng. Sự tinh thông cũng như thái độ tự tin của Đinh Dậu là vấn đề không thể bàn cãi. Tuy nhiên, họ tự tin quá mức
Đôi khi sự độc đoán và thiếu tế nhị của tuổi Đinh Dậu có thể gây tổn thương cho bạn bè và đồng nghiệp. Do ý thức rất rõ về tài năng và trí thông minh của mình, họ đương nhiên cho rằng cách nhìn của mình luôn là tốt nhất và tất cả mọi người nên theo gương họ. Đinh Dậu nói chung là có tư duy, sự trung thực và năng lực làm việc hết mình là những điều quan trọng hơn cả. Họ thường không bằng lòng với những người không có đủ các phẩm chất nói trên. Tuy nhiên, với Đinh Dậu thì mọi chuyện lại hơi khác. Nhờ khả năng nhìn nhận sự việc từ nhiều góc cạnh khác nhau, có thể bỏ qua sự khác biệt nhỏ trong khả năng của mỗi người, trong khi vẫn giữ được mục tiêu cao cho riêng mình. Phẩm chất này cộng với sức sáng tạo, tài năng và lòng can đảm giúp Đinh Dậu trở thành những nhà lãnh đạo xuất sắc. Họ tạo niềm cảm hứng cho những người khác thông qua tính tổ chức và đạo đức trong công việc bằng đôi mắt tinh anh. Họ biết cách phát hiện những yếu tố giúp kéo mọi người lại gần nhau hơn. Đinh Dậu có đặc trưng trong tính cách là nhiệt tình, linh hoạt, sáng suốt, tháo giác, nhưng sốc nổi và khó kiềm chế cảm xúc, nhanh nổi nóng, không giỏi che giấu nội tâm, thẳng thắn, bộc trực. Đinh Dậu là người sắc sảo, hóm hỉnh, tài năng và quyết đoán. Họ thích phiêu lưu và không ngừng tìm kiếm những miền đất mới để thám hiểm và thử thách chính mình. Thường thì họ sẽ thành công nhờ trí thông minh và sự hợp lý. Người tuổi Đinh Dậu ít khó tính hơn. Họ sẽ không cân nhắc quá kỹ các chi tiết mà tập trung vào toàn cảnh, tất cả trong công việc lẫn trong quan hệ. Điều này giúp họ ít bỏ lỡ các cơ hội quan trọng trong cuộc đời hơn. Đa số Đinh Dậu gặt hái được nhiều thành công nhờ sự thông minh của mình. Tính cách kín đáo và sự kỳ vọng quá cao ở những người khác khiến Đinh Dậu không thích giao du với quá nhiều loại người. Hành quả mang lại tính chủ động và sự nhiệt tình, giúp Đinh Dậu cởi mở hơn, giao tiếp rộng rãi hơn. Họ có thể hòa đồng với nhiều loại người hơn so với các tuổi Dậu còn lại. Tuy tuổi Dậu mang trong mình tính cách kín đáo, không thích giao du với nhiều loại người, nhưng mà hành quả lại mang tới cho họ sự nhiệt tình và chủ động, giúp cho Đinh Dậu có thể cởi mở hơn. Bên cạnh đó thì hành quả cũng ảnh hưởng không nhỏ tới tác phong của Đinh Dậu. Cụ thể là họ khá chú ý tới phong cách của mình và coi vẻ ngoài là tài sản quý giá, cần phải chăm chút thường xuyên. Đinh Dậu thuộc mẫu người rất tự tin. Họ thường không chủ động trong đời sống tình cảm mà luôn chờ người khác theo đuổi. Nhìn bề ngoài, họ dường như không hề lo lắng đến việc họ có hay không có một tình yêu chân thành, tất cả mọi chuyện đến với họ có phải là giả tạo hay không. Thế nhưng trong thâm tâm họ vừa là những người theo chủ nghĩa lãng mạn, lại cũng vừa là những người theo chủ nghĩa lý tưởng. Họ luôn tin tưởng rằng mình sẽ có được một tình yêu lâu bền. Đinh Dậu có khả năng truyền cảm hứng và kỹ năng lãnh đạo khá tốt. Nhờ khả năng nhìn nhận sự việc từ nhiều góc cạnh khác nhau, Đinh Dậu có thể bỏ qua sự khác biệt nhỏ trong khả năng của mỗi người, trong khi vẫn giữ mục tiêu cao cho riêng mình. Phẩm chất này, cộng với sức sáng tạo, tài năng và lòng can đảm, giúp Đinh Dậu trở thành những nhà lãnh đạo xuất sắc. Họ tạo niềm cảm hứng cho những người khác thông qua tính tổ chức và đạo đức trong công việc. Bằng đôi mắt tinh anh, họ biết cách phát hiện những yếu tố giúp kéo mọi người lại gần nhau hơn. Điều đáng khâm phục ở người tuổi Đinh Dậu là luôn phấn đấu hết mình để vươn lên những đỉnh cao trong sự nghiệp. Họ dũng cảm, ưa thử thách, vì vậy rất thích hợp để theo đuổi những công việc áp lực cao. Nếu là nhân viên, với khả năng làm việc độc lập của mình, họ có thể đạt được thành tích cao trong công việc. Họ yêu nghề tự giác và có trách nhiệm cao. Chính vì vậy, cấp trên luôn hài lòng về kết quả mà họ đạt được và ghi nhận những đóng góp của họ. Những người tuổi Đinh Dậu có khả năng thích ứng rất tốt. Họ có thể sống ở bất cứ đâu, trong bất cứ hoàn cảnh nào. Chính vì lý do này mà những người này không hề sợ thay đổi, và thậm chí họ muốn có sự thay đổi, bởi vì đó là lúc họ thấy rõ điểm mạnh của bản thân khi thích ứng với hoàn cảnh. Với tính cách tuổi Đinh Dậu ưa khám phá, họ cũng thích mạo hiểm, thích đi lang thang, thích di chuyển đi đây đi đó. Họ ghét cãi giả, không thích sự bất hòa. Mỗi khi điều đó xảy ra, họ lặng lẽ bỏ đi, cho dù đó là một cuộc cãi giả có ích, có tính xây dựng đi chăng nữa. Trong mắt mọi người, hành động này được xem là trốn tránh vấn đề. Nhược điểm không nhỏ của những người này là họ nghi ngờ về khả năng làm vừa lòng người khác của mình. Họ không chắc chắn về việc mình có quyến rũ không, vẻ ngoài của mình có được đẹp không, sự tự tin mình thể hiện như vậy có ổn không. Thế nhưng họ không bao giờ muốn bộc lộ nỗi lo sợ này ra ngoài. Người tuổi Đinh Dậu luôn tỏ ra rằng mình đầy kiêu hãnh, tự tin rằng mình hoàn hảo. Đó là lý do nhiều người nhận thấy họ quá kiêu căng. Nếu họ điều chỉnh tính cách này càng sớm càng tốt thì cơ hội thành công đến với họ cũng dễ dàng hơn. Luận giải Tử Vi thấy rằng
tuổi Đinh Dậu có cuộc sống tiền vận và trung vận không được thuận lợi, chỉ khi bước sang hậu vận thì mới được hưởng sang giàu. Quyền quý, khi tuổi còn trẻ cuộc sống gặp nhiều trắc trở, đến khi bước vào trung vận sự nghiệp mới được vẹn toàn. Công danh của Đinh Dậu có lên cao, có tạo được nhiều tên tuổi cho đời, tuy nhiên luôn luôn phải cẩn thận vì số luôn bị phản bội. Sự nghiệp được vững chắc vào tuổi 40 trở đi, tiền bạc có nhiều tốt đẹp, tạo được sự sống cao sang quyền quý. Ngay sau đây sẽ là tổng quan vận trình tử vi nửa đầu tháng 9 âm lịch 2024 của tuổi Đinh Dậu sinh 1957. Trong nửa đầu tháng 9 âm lịch này, người tuổi Đinh Dậu nhìn chung có một khoảng thời gian tương đối bình ổn. Đối với những cô bác còn tiếp tục công việc thì thời điểm này có thể xem là thời gian yên ả, không có biến cố lớn. Mọi việc nếu duy trì theo lối cũ, làm việc cẩn trọng thì sẽ ít gặp phải khó khăn trở ngại hay đáng lo ngại gì cả. Tuy nhiên, cũng cần nhấn mạnh rằng thời điểm này không phải là giai đoạn có những bước tiến vượt bậc trong công việc. Với người đã nghỉ hưu, cuộc sống trong nửa đầu tháng âm lịch này khá nhẹ nhàng, mọi thứ diễn ra như thường lệ, không có điều gì khiến cô bác phải lo âu. Những hoạt động thường nhật hay sinh hoạt cá nhân và giao tiếp xã hội đều diễn ra thuận lợi, giúp cô bác duy trì được sự ổn định. Nguyệt lệnh lâm mộ cho thấy, dù trong công việc hay cuộc sống hàng ngày, cô bác tuổi Đinh Dậu vẫn có khả năng đối diện với những thay đổi tiềm ẩn. Tuy chưa rõ hung hay cát, nhưng nếu cô bác tập trung và nghiêm túc trong mọi việc thì tương lai sẽ dễ dàng hơn. Đối với những cô bác còn tham gia vào công việc, thời điểm này cũng mang đến tín hiệu về cơ hội tốt từ những mối quan hệ xa, đòi hỏi sự chủ động hơn trong việc tìm kiếm cơ hội phát triển. Về tài vận trong nửa đầu tháng 9 âm lịch này, tài chính của cô bác vẫn ổn định, nhất là với những người đã có thu nhập đều đặn từ công việc hoặc các nguồn khác như lương hưu. Nhờ khả năng kiểm soát tài chính tốt, việc chi tiêu cũng không bị áp lực nhiều. Tuy nhiên, thời điểm này chưa phải thời điểm thích hợp để đầu tư, cô bác cần cẩn trọng tránh rơi vào bẫy lừa đảo. Về sức khỏe của cô bác trong nửa đầu tháng 9 âm lịch này, nhìn chung ổn định, nhiều thói quen sinh hoạt điều độ và việc nghỉ ngơi hợp lý. Tuy nhiên, cô bác cũng cần chú ý nhiều hơn đến sức khỏe tinh thần, tránh những căng thẳng lo âu kéo dài, giữ tâm lý tích cực và vui tươi sẽ giúp cuộc sống trở nên nhẹ nhàng hơn, đồng thời giúp cô bác có thêm năng lượng để đối diện với mọi vấn đề. Về mặt tình cảm trong nửa đầu tháng 9 âm lịch này, do tuổi tác đã chín chắn nên cô bác không còn quá đặt nặng vấn đề tình cảm đôi lứa. Thay vào đó là mối quan hệ gia đình con cái có thể là trọng tâm trong cuộc sống. Cô bác nên dành thời gian chăm sóc và xây dựng sự gắn kết với người thân, tránh những xung đột không đáng có. Đây là thời điểm để kiên nhẫn và tìm cách cân bằng cảm xúc trong mối quan hệ gia đình. Quý khán giả thân mến, và tiếp theo chương trình ngày hôm nay, ngay sau đây sẽ là phần luận giải vận trình tử vi chi tiết trên từng phương diện cuộc sống của tuổi Đinh Dậu sinh 1957 trong nửa đầu tháng 9 âm lịch 2024. Xét về phương diện sức khỏe của tuổi Đinh Dậu sinh 1957 trong nửa đầu tháng 9 âm lịch 2024. Tình hình sức khỏe của cô bác tuổi Đinh Dậu trong nửa đầu tháng 9 âm lịch này nhìn chung vẫn khá ổn định và không có gì đáng lo ngại. Ở độ tuổi này, sức khỏe thường là mối bận tâm lớn, nhưng nhờ vào việc duy trì lối sống lành mạnh và nghỉ ngơi điều độ thì hầu hết cô bác đều có nền tảng thể chất khá tốt. Tuy nhiên, những dấu hiệu nhỏ của thời tiết thay đổi thất thường có thể gây ra các triệu chứng cảm mạo, ho nhẹ hoặc đau nhức xương khớp. Đây là những vấn đề sức khỏe thường gặp ở tuổi già, nhưng nếu được chăm sóc đúng cách và kịp thời thì cô bác không cần phải lo lắng quá nhiều. Với những cô bác đã bước vào giai đoạn nghỉ hưu, việc duy trì thói quen sinh hoạt điều độ là yếu tố quan trọng để giữ gìn sức khỏe. Những hoạt động như đi bộ, tập dưỡng sinh hay yoga nhẹ nhàng là những cách tuyệt vời giúp cơ thể luôn dẻo dai và tăng cường hệ miễn dịch. Đồng thời, chế độ ăn uống cân bằng dầu chất xơ, vitamin và khoáng chất cũng đóng vai trò quan trọng trong việc bảo vệ sức khỏe, tránh các loại thực phẩm nhiều dầu mỡ hoặc quá nhiều đường, muối. Để giảm nguy cơ mắc các bệnh liên quan đến huyết áp, tim mạch, bệnh ngoài da, cô bác cũng nên chú ý đến an toàn trong sinh hoạt hàng ngày. Việc di chuyển, đặc biệt là khi tham gia giao thông, cần được thực hiện cẩn thận, tránh những tai nạn không đáng có. Thêm vào đó, cần đề phòng nguy cơ từ các tai nạn gia đình như hỏa hoạn hoặc trơn trượt khi đi lại trong nhà, đặc biệt là khi thời tiết ẩm ướt. Về mặt sức khỏe tinh thần, cô bác tuổi Đinh Dậu cũng cần chú trọng không kém. Ở tuổi này, bên cạnh việc chăm sóc sức khỏe thể chất
thì việc giữ tinh thần luôn vui vẻ lạc quan là rất quan trọng. Những cảm xúc tiêu cực như lo lắng, căng thẳng có thể tác động không nhỏ đến sức khỏe tổng thể. Do đó, hãy dành thời gian cho những hoạt động giúp giải tỏa tinh thần như đọc sách, trò chuyện cùng bạn bè, tham gia các câu lạc bộ dành cho người cao tuổi hoặc dành thời gian chăm sóc cây cảnh, thú cưng. Sự gắn bó với con cháu và gia đình cũng đóng vai trò lớn trong việc tạo ra niềm vui sống. Thường xuyên gặp gỡ trò chuyện cùng con cháu, chia sẻ niềm vui gia đình là cách hiệu quả để duy trì trạng thái tinh thần lạc quan yêu đời. Ở độ tuổi này cô bác càng cần phải sống vui, sống khỏe, vì niềm vui chính là chìa khóa giúp sức khỏe ngày càng tốt hơn. Hãy nhớ rằng một tinh thần thoải mái an lành sẽ góp phần không nhỏ trong việc kéo dài tuổi thọ và nâng cao chất lượng cuộc sống. Xét về phương diện tình cảm, gia đình và các mối quan hệ, cô tuổi Đinh Dậu sinh 1957, trong nửa đầu tháng 9 âm lịch 2024. Căn cứ tử vi nửa đầu tháng 9 âm lịch của tuổi Đinh Dậu cho thấy, vận trình tình duyên thời điểm này không có nhiều thay đổi rõ rệt. Ở độ tuổi này, đa số cô bác đã lập gia đình từ lâu hoặc đã có nhiều năm bên người bạn đời, do đó phương diện tình cảm không còn quá sôi nổi như thời còn trẻ, mà thay vào đó là sự bình lặng và gắn bó lâu dài. Trong nửa đầu tháng 9 âm lịch này, vận tình cảm của cô bác được dự báo diễn ra bình ổn, không có nhiều tiến triển mới mẻ và cũng không gặp những trở ngại lớn. Với những cô bác đã nghỉ hưu, điều quan trọng là giữ gìn sự hòa thuận và yên ấm trong gia đình. Đôi khi do áp lực tuổi tác và sức khỏe hay những vấn đề nhỏ nhặt có thể dễ dàng trở thành nguyên nhân gây ra xích mích giữa vợ chồng. Để tránh những mâu thuẫn không cần thiết, cô bác nên duy trì thói quen trò chuyện và chia sẻ những suy nghĩ cảm xúc với người bạn đời. Sự cảm thông và lắng nghe lẫn nhau là chìa khóa giúp gia đình duy trì không khí êm ấm. Nếu có những xích mích xảy ra giữa vợ chồng, đây cũng là lúc cô bác cần kiên nhẫn và thấu hiểu hơn việc đồng hành bên nhau trong một quãng thời gian dài. Đôi khi khiến ta quên đi giá trị của sự kiên nhẫn và nhẹ nhàng trong giao tiếp. Hãy nhớ rằng sự chân thành và thấu hiểu sẽ là nền tảng để giữ cho mối quan hệ luôn vững chắc. Đối với những cô bác có con cái đã trưởng thành, thì lúc này sự quan tâm không chỉ dành cho người bạn đời, mà còn cần hướng tới việc duy trì mối quan hệ gắn kết với con cháu. Việc giáo dục và hướng dẫn con cháu cách sống đúng mực sẽ tạo nên một môi trường gia đình đầm ấm và hài hòa là điều vô cùng cần thiết. Hãy dành thời gian cùng con cháu xây dựng những kỷ niệm chung là cách tốt để thắt chặt tình cảm gia đình, giúp cô bác tuổi Đinh Dậu cảm thấy cuộc sống trọn vẹn và ý nghĩa hơn. Với những cô bác còn độc thân, dù cơ hội gặp gỡ người khác giới vẫn có thể xuất hiện, nhưng đa phần ở độ tuổi này, việc tìm kiếm một mối quan hệ mới có thể không còn là ưu tiên hàng đầu. Nếu có những mối quan hệ mới xuất hiện, cô bác cũng nên để mọi thứ diễn ra tự nhiên, không nên kỳ vọng quá nhiều, tránh việc cảm thấy thất vọng hay mệt mỏi. Nhìn chung, trong nửa đầu tháng 9 âm lịch sẽ mang đến sự bình ổn trong chuyện tình cảm của người tuổi Đinh Dậu. Điều quan trọng là giữ gìn và vun vén những mối quan hệ hiện tại để cuộc sống gia đình luôn hạnh phúc viên mãn. Xét về phương diện công danh sự nghiệp, của tuổi Đinh Dậu sinh 1957, trong nửa đầu tháng 9 âm lịch 2024. Theo tử vi nửa đầu tháng 9 âm lịch cho thấy, vận trình sự nghiệp của người tuổi Đinh Dậu thời điểm này không có nhiều biến động đáng kể. Ở độ tuổi này thì đa phần cô bác đã nghỉ hưu, nhưng với một số người còn đang tham gia công việc. Tình hình sự nghiệp cũng diễn ra ổn định, không có biến cố lớn. Thời điểm này, cô bác có thể chưa đặt ra nhiều mục tiêu rõ ràng, hoặc không còn tinh thần làm việc quyết liệt như trước, dẫn đến một chút ảm đạm và thiếu động lực. Với những cô bác đã nghỉ hưu, việc thiếu thách thức không phải là vấn đề lớn, bởi cuộc sống hiện tại thiên về sự thư thái nghỉ ngơi. Tuy nhiên, với những người còn làm việc, việc giữ lối làm việc cũ mà không tìm kiếm sự thay đổi có thể dẫn đến tình trạng thụt lùi so với đồng nghiệp trẻ tuổi. Trong công việc, nếu cô bác vẫn có dự định hoặc mục tiêu tiếp tục, thì cần chú trọng đốc thúc bản thân tránh rơi vào sự trì trệ. Đây sẽ là thời điểm quan trọng để xây dựng nền tảng cho những thành công sau này, và cô bác nên tận dụng cơ hội này. Nguyệt lệnh lâm đất mộ trong nửa đầu tháng 9 âm lịch này báo hiệu sự nghiệp của cô bác có thể tiềm ẩn nhiều ẩn số. Dù vẫn có cơ hội nhưng việc hung hay cát vẫn chưa thể khẳng định chắc chắn. Điều quan trọng là cô bác cần tập trung và nỗ lực một cách nghiêm túc. Đối với những ai còn làm việc, nếu bền bỉ thì con đường phía trước sẽ trở nên dễ dàng hơn, đặc biệt trong việc hoàn thiện những công việc còn dang dở. Tại nơi làm việc,
cô bác tuổi Đinh Dậu nên duy trì mối quan hệ hòa hảo với đồng nghiệp và cấp trên. Những tranh chấp xung đột nhỏ nhặt nên tránh để giữ sự ổn định và yên bình trong môi trường làm việc. Đặc biệt, cô bác nên thường xuyên trao đổi và lắng nghe ý kiến của người khác, nhất là khi công việc yêu cầu sự hợp tác và hỗ trợ. Dù ở tuổi này, cô bác cũng đã tích lũy được nhiều kinh nghiệm, nhưng sự tiếp thu ý kiến từ những người trẻ hơn vẫn mang lại góc nhìn mới mẻ và khách quan. Ngoài ra, với sự xuất hiện của sao Dịch Mã trong nửa đầu tháng 9 âm lịch này, những cô bác còn làm việc có thể sẽ đối diện với cơ hội phát triển. Nhờ những chuyến công tác xa hoặc tham gia vào các khóa bồi dưỡng nghiệp vụ, học tập và trao đổi kinh nghiệm, đây là cơ hội tốt để nâng cao chuyên môn và mở rộng tầm nhìn. Nhưng cô bác cần chủ động hơn trong việc tìm kiếm và nắm bắt lợi thế này. Tuy nhiên, cũng cần lưu ý rằng, trong môi trường làm việc hay trong cuộc sống hàng ngày, cô bác Đinh Dậu thường rất điềm tĩnh và chắc chắn. Nhưng đôi khi vì tác động của hoàn cảnh bên ngoài, đặc biệt là những lời đàm tiếu từ tiểu nhân, cô bác có thể gặp áp lực lớn. Điều này có thể khiến cô bác cảm thấy thiếu sáng suốt, dễ bị cảm xúc lấn át dẫn đến những quyết định vội vàng, thiếu cân nhắc. Thời điểm này, khi vận khí có dấu hiệu suy giảm, tốt nhất là cô bác nên duy trì sự ổn định và tập trung làm tốt những việc đã quen thuộc. Không nên ôm đồm quá nhiều trách nhiệm cùng một lúc, việc giữ cho mọi thứ diễn ra theo trật tự cũ ổn định là chìa khóa giúp cô bác vượt qua thời điểm này một cách an toàn và bình an. Xét về phương diện tài lộc, của tuổi Đinh Dậu sinh 1957, trong nửa đầu tháng 9 âm lịch 2024. Xem tử vi nửa đầu tháng 9 âm lịch của tuổi Đinh Dậu cho thấy, phương diện tài chính có nhiều dấu hiệu khả quan. Ở độ tuổi này, thì đa phần cô bác đã về hưu, nên nguồn thu nhập chủ yếu đến từ lương hưu, tiền tích lũy và đôi khi từ những khoản thu phụ bên ngoài. Dưới sự che chở của thực thần, nên tài vận của cô bác thời điểm này có phần ổn định hơn và có những điểm sáng rõ rệt. Đối với những cô bác còn tiếp tục công tác hoặc tham gia các dự án nhỏ, nguồn thu nhập từ công việc chính vẫn duy trì đều đặn, mức lương có thể không tăng nhưng cũng không giảm. Điều này giúp duy trì sự an tâm trong cuộc sống hàng ngày. Nếu cô bác đã nghỉ hưu nhưng vẫn tham gia một số công việc tư vấn quản lý nhẹ nhàng, thì kết quả công việc sẽ phản ánh rõ ràng vào nguồn thu nhập. Nếu làm việc chăm chỉ và cống hiến, thì chắc chắn sẽ có phần thưởng xứng đáng. Và ngược lại, nếu cô bác làm việc chỉ ở mức duy trì thì kết quả nhận về sẽ không có sự đột phá nào đáng kể. Với những cô bác Đinh Dậu còn tham gia kinh doanh hoặc đầu tư, thì thời điểm này cho thấy tình hình buôn bán nhìn chung khả quan. Dù tài lộc có lúc không ổn định nhưng không ảnh hưởng quá nhiều đến tổng thể thu nhập, các hoạt động kinh doanh vẫn suôn sẻ, lợi nhuận thu về khá ổn định. Tuy nhiên, thời điểm này chưa phải là lúc thích hợp cho những khoản đầu tư mạo hiểm. Việc đầu tư cần được cân nhắc kỹ lưỡng, tránh bị cuốn vào những cơ hội mang tính rủi ro cao. Ngoài ra, thời điểm này cô bác tuổi Đinh Dậu có thể nhận được sự giúp đỡ hoặc hỗ trợ tài chính từ những nguồn không ngờ tới. Điều này có thể xuất phát từ các dự án bất ngờ hoặc các khoản tiền thưởng không nằm trong kế hoạch. Sự xuất hiện của những cơ hội bổ sung này có thể giúp gia tăng thu nhập một cách đáng kể. Dù không phải là nguồn thu thường xuyên và đặc biệt, cô bác vốn có kinh nghiệm sống và luôn biết cách kiểm soát tài chính một cách khéo léo, nên việc chi tiêu trong thời điểm này vẫn thoải mái, không gặp phải khó khăn đáng kể. Những khoản chi tiêu hàng ngày được duy trì ở mức hợp lý. Nhờ vào khả năng quản lý tiền bạc cẩn trọng, dù thu nhập không lớn, nhưng với sự tinh tế trong việc chi tiêu, cô bác vẫn cảm thấy an tâm về mặt tài chính và không hề cảm thấy eo hẹp. Nửa đầu tháng 9 âm lịch này mang đến cho cô bác tuổi Đinh Dậu những cơ hội nhỏ nhưng ý nghĩa, giúp cuộc sống tài chính ổn định thoải mái. Cô bác không phải lo lắng nhiều về chuyện tiền bạc. Quý khán giả thân mến, và tiếp theo sau đây sẽ là những ngày may mắn trong nửa đầu tháng 9 âm lịch 2024 cho tuổi Đinh Dậu sinh 1957. Ngày mùng 2 tháng 9 âm lịch. Trong ngày này, nếu bản mệnh giữ được tính kỷ luật cao, vận may sẽ mỉm cười với bạn, đồng thời bạn cũng đạt được những mục tiêu mà mình đã đề ra một cách dễ dàng. Ngày mùng 5 tháng 9 âm lịch. Ngày này sự nghiệp của tuổi Đinh Dậu tiến triển tốt đến mức mà chính bạn cũng không thể ngờ tới. Bạn cũng có thêm nhiều cơ hội để học hỏi và khám phá thêm những lĩnh vực mới mẻ mà bạn đã yêu thích từ trước. Ngày mùng 6 tháng 9 âm lịch. Trong ngày này, tài chính của bản mệnh sẽ rất tốt, có thể sẽ có thêm từ thu nhập bên ngoài. Tuy nhiên, hãy chú ý đến sức khỏe của mình hơn, vì bạn sẽ cảm thấy không khỏe hoặc mệt mỏi thường xuyên. Ngày 12 tháng 9 âm lịch.
Trong ngày này công việc của bạn sẽ rất bận rộn, nhưng bạn biết cách để đảm bảo chất lượng công việc của mình, hiệu suất ổn định là một trong những ấn tượng tốt của mọi người khi nghĩ tới bạn. Ngày 13 tháng 9 âm lịch. Trong ngày này nguồn năng lượng của bạn đã lan tỏa sự tích cực đến mọi người xung quanh, đặc biệt là trong công việc. Bạn được nhiều người yêu quý và công việc cũng vì thế mà trở nên suôn sẻ hơn. Quý khán giả thân mến, và ngay sau đây sẽ là tử vi chi tiết từng tuần của tuổi Đinh Dậu sinh 1957, trong nửa đầu tháng 9 âm lịch 2024. Xem tử vi tuần 1 trong nửa đầu tháng 9 âm lịch 2024 của tuổi Đinh Dậu sinh 1957. Tuần này, nhờ có sự giúp đỡ của tam hợp, sự nghiệp của tuổi Đinh Dậu phát triển thuận lợi, bản mệnh sẽ nhanh chóng hoàn thành xuất sắc mục tiêu mà mình đã đặt ra, thậm chí trở thành tấm gương đáng ngưỡng mộ. Đây còn là một tuần thích hợp để người làm ăn kinh doanh đưa ra những quyết định đầu tư. Bạn sẽ có nhiều cơ hội hợp tác với các đối tác, bạn hàng đáng tin cậy, lợi nhuận sẽ đổ vào túi bạn nhanh chóng nhờ các mối quan hệ xã giao rộng rãi ấy. Tuy nhiên, trong tuần này thổ khắc thủy cho thấy chuyện tình cảm trong gia đình bạn đang có dấu hiệu rạn nứt. Đừng lấy lý do là mình đã quá vất vả để bỏ lỡ việc chăm sóc gia đình. Dù bận rộn đến mấy thì bản mệnh cũng hãy nên dành thời gian cho những người thân yêu, bởi tình cảm mới là điều đáng quý nhất trên đời này. Xem tử vi tuần thứ 2 trong nửa đầu tháng 9 âm lịch 2024 của tuổi Đinh Dậu sinh 1957. Tuần này được cục diện tam hợp che chở, vận trình của người tuổi Đinh Dậu có nhiều khởi sắc đáng kể ở nhiều phương diện. Nhờ vậy tinh thần bản mệnh cũng thoải mái và phơi phới hơn hẳn. Hầu hết các hạng mục công việc đều được giải quyết ổn thỏa và gọn gàng, năng suất được đảm bảo. Thực thần xuất hiện trong tuần này còn giúp con giáp này gặp nhiều thuận lợi trong công việc. Bản mệnh có lộc trời ban, nhất là với những người làm trong lĩnh vực kinh doanh buôn bán. Nhờ biết cách xây dựng được những mối quan hệ xã giao thân thiện, lợi cho việc làm ăn. Có điều, bạn cần giữ thái độ tỉnh táo, tránh nghe lời dụ dỗ mà đầu tư mù quáng. Về chuyện tình cảm trong tuần này, quả sinh thổ cũng giúp con giáp này duy trì được mối quan hệ tốt đẹp với nửa kia của mình. Vợ chồng bạn luôn quan tâm đến việc vun vén mối quan hệ bằng cách trò chuyện, trao đổi với nhau. Vì thế mà gia đình mình luôn đạt được sự hòa thuận và đồng lòng. Quý khán giả thân mến, lắng nghe lời Phật dạy, Đức Phật chỉ rõ 6 điểm lành mà người mệnh tốt sở hữu. Hãy kiểm tra xem cô bác có hay không. Đức Phật đã chỉ ra rằng những người có mệnh tốt thường sở hữu những đặc điểm và dấu hiệu đặc biệt phản ánh sự phát triển tâm linh và phẩm chất tích cực của họ trong cuộc sống. Dưới đây là 6 dấu hiệu điển hình của người mệnh tốt, cùng với các ví dụ minh họa cụ thể để giúp cô bác hiểu rõ hơn về những đặc điểm này. 1. Là lòng từ bi và nhân ái. Lòng từ bi và nhân ái là những phẩm chất nổi bật của người mệnh tốt. Họ không chỉ thể hiện sự tử tế qua lời nói, mà còn qua hành động cụ thể. Ví dụ, khi cô bác thấy một người bạn hoặc người lạ gặp khó khăn tài chính, cô bác không ngần ngại hỗ trợ họ, dù chỉ là một bữa ăn hay một khoản tiền nhỏ. Sự giúp đỡ này không chỉ làm cho người khác cảm thấy ấm lòng, mà cũng giúp cô bác cảm thấy hạnh phúc và mãn nguyện hơn. Hành động từ bi của cô bác không chỉ mang lại lợi ích cho người khác, mà còn góp phần tạo ra một môi trường sống hòa hợp và tốt đẹp hơn. 2. Là sự hài lòng và hạnh phúc. Những người mệnh tốt thường tìm thấy niềm vui và hạnh phúc trong những điều giản dị của cuộc sống. Họ không chạy theo sự vật chất hay danh vọng, mà thay vào đó là biết trân trọng những điều bình thường trong cuộc sống hàng ngày. Ví dụ, cô bác có thể cảm thấy hạnh phúc từ việc dành thời gian cho gia đình, tham gia vào những hoạt động sở thích như làm vườn, hoặc tham gia vào các hoạt động từ thiện. Những niềm vui nhỏ này mang lại sự hài lòng và cảm giác thỏa mãn, giúp cô bác duy trì một cuộc sống cân bằng và vui vẻ. 3. Là tâm hồn an lạc. Người mệnh tốt thường có một tâm hồn bình an, không dễ bị xáo trộn bởi những lo âu hay căng thẳng trong cuộc sống. Họ thường có khả năng giữ bình tĩnh trong mọi tình huống, ngay cả khi phải đối mặt với những thử thách lớn. Ví dụ, khi cô bác phải đối mặt với khó khăn như việc mất, việc làm hoặc gặp phải vấn đề sức khỏe nghiêm trọng, cô bác không để những vấn đề này làm suy giảm tinh thần của mình. Thay vào đó, cô bác tập trung vào việc giải quyết vấn đề một cách bình tĩnh và có kế hoạch rõ ràng, từ đó tìm ra giải pháp và phục hồi một cách hiệu quả hơn. 4. Là tài năng và khả năng đặc biệt. Người mệnh tốt thường sở hữu những tài năng hoặc khả năng đặc biệt mà họ sử dụng để mang lại lợi ích cho chính mình và cộng đồng. Ví dụ, nếu cô bác có khả năng vẽ đẹp,
cô bác có thể tổ chức các buổi triển lãm, tranh từ thiện để gây quỹ cho các tổ chức cần hỗ trợ. Hoặc nếu cô bác có khả năng âm nhạc, cô bác có thể biểu diễn tại các sự kiện từ thiện để mang lại niềm vui cho người khác. Những tài năng này không chỉ giúp cô bác thành công trong lĩnh vực của mình, mà còn góp phần vào việc làm cho cộng đồng trở nên tốt đẹp hơn. 5. Là mối quan hệ xã hội tốt đẹp. Người mệnh tốt thường duy trì mối quan hệ xã hội hài hòa và tốt đẹp. Nhờ vào sự tôn trọng và tin tưởng lẫn nhau, họ thường được yêu quý và kính trọng bởi bạn bè và đồng nghiệp. Ví dụ, trong môi trường làm việc, cô bác luôn biết lắng nghe ý kiến của mọi người và đóng góp những phản hồi tích cực. Điều này giúp cô bác xây dựng mối quan hệ tốt đẹp với các thành viên trong nhóm. Cô bác cũng dễ dàng hòa nhập và duy trì những mối quan hệ lâu dài và bền vững nhờ vào sự chân thành và tận tâm của mình. 6. Là sự thành công và phát triển cá nhân. Những người mệnh tốt có xu hướng đạt được thành công trong cả công việc và cuộc sống cá nhân. Họ không chỉ hoàn thành mục tiêu mà còn liên tục phát triển và cải thiện bản thân. Ví dụ, nếu cô bác là một giáo viên, cô bác không chỉ hoàn thành tốt công việc giảng dạy mà còn tham gia vào các khóa đào tạo nghiên cứu mới để nâng cao kỹ năng và kiến thức của mình. Hoặc nếu cô bác làm việc trong lĩnh vực kinh doanh, cô bác liên tục tìm kiếm cơ hội học hỏi và cải thiện kỹ năng quản lý để đạt được kết quả tốt hơn trong công việc. Sự phát triển cá nhân không chỉ giúp cô bác đạt được thành công mà còn làm cho cuộc sống của cô bác trở nên ý nghĩa và viên mãn hơn. Những điềm lành này không chỉ là dấu hiệu của sự may mắn mà còn phản ánh những nỗ lực và phẩm hạnh mà cô bác đã xây dựng. Nếu cô bác nhận thấy mình có những đặc điểm này, hãy tiếp tục phát huy và gìn giữ những giá trị tốt đẹp để cuộc sống của cô bác ngày càng trở nên viên mãn và hạnh phúc hơn. Trên đây là tử vi của tuổi Đinh Dậu sinh 1957, trong nửa đầu tháng 9 âm lịch 2024. Hy vọng với những thông tin trên sẽ giúp ích cho quý khán giả. Cảm ơn quý khán giả đã xem hết video. Nếu thấy video hữu ích, quý khán giả đừng quên like, chia sẻ và ấn nút đăng ký kênh để cập nhật những video mới nhất từ chương trình. Chúc quý khán giả có một khoảng thời gian mới luôn vui vẻ, hạnh phúc, bình an và gặp nhiều may mắn. Hẹn gặp lại quý khán giả ở những chương trình tiếp theo.